cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của đài truyền hình BYN TV. Ngọc Phượng xin trở lại cùng với quý vị qua phần tin Á Châu. Kính thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng gặp Tổng thống Syria kêu gọi chấm dứt bạo lực. Tin từ Damascus, đặc phái viên của Trung Cộng là Thứ trưởng Ngoại giao Địch Tuyển đã gặp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại văn phòng của ông ở thủ đô Damascus vào ngày hôm qua. Ông đã kêu gọi tất cả các bên, bao gồm cả chính phủ và lực lượng đối lập, hãy chấm dứt bạo lực. Trong cuộc họp, ông Địch nói, Trung Cộng đã theo dõi chặt chẽ tình hình phát triển tại Syria và rất lo ngại về cuộc khủng hoảng leo thang ở nước này đã gây ra thương vong cho thường dân và ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Ông Địch Tuyển cũng đã gặp các lãnh đạo của các nhóm đối lập chính ở Syria trong chuyến thăm 2 ngày của ông bắt đầu từ ngày thứ Sáu vừa qua. Ông cho biết, Trung Cộng kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Syria ngay lập tức hành động, bao gồm đối thoại chính trị vô điều kiện và cùng nhau thảo luận về kế hoạch cải tổ chính trị toàn diện và cơ cấu. Ông nói rằng, chỉ có sự ổn định nội bộ ở Syria mới có thể bảo đảm được sự phát triển của đất nước và tạo ra một môi trường tốt cho công cuộc cải tổ của Syria. Ông cũng nói thêm rằng, sự ổn định và phát triển phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân Syria. Ông cho biết, Trung Cộng hy vọng cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới và cải tổ quốc hội của Syria diễn ra tốt đẹp. Ông cho biết, Trung Cộng hỗ trợ việc Liên đoàn Ả Rập làm trung gian cho một giải pháp chính trị đối với vấn đề Syria. Trung Cộng sẽ liên lạc với chính phủ Syria, các nhóm chính trị tại Syria, các nước Ả Rập cùng Liên đoàn Ả Rập. Họ cũng sẽ đóng vai trò tích cực và xây dựng cùng với cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Kính thưa quý vị, Phó Chủ tịch Trung Cộng Công Dung tới Ái Nhĩ Lan, tin từ Sanon. Phó Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã đáp xuống phi trường quốc tế Sanon ở miền Tây của Ái Nhĩ Lan để bắt đầu chuyến công du tại nước này. Ông Tập Cận Bình tới đây theo lời mời của Thủ tướng Ái Nhĩ Lan Enda Kenny. Trong một bài diễn văn tại phi trường khi vừa đáp xuống, ông Tập Cận Bình cho biết mục đích chính của chuyến viếng thăm là nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác thiết thực. Ông Tập Cận Bình nói rằng, trong vòng 33 năm qua, kể từ khi Trung Cộng và Ái Nhĩ Lan thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ của họ đã tiến triển tốt đẹp trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Thiết lập một ví dụ về sự đồng tồn tại giữa các quốc gia khác biệt về kích thước, hệ thống xã hội và truyền thống văn hóa. Trong thời gian ở lại Ái Nhĩ Lan, ông Tập Cận Bình sẽ gặp mặt Tổng thống Michael Hitchens, hội đàm với Thủ tướng Kenny và gặp mặt các nhà lãnh đạo khác của Ái Nhĩ Lan. Ái Nhĩ Lan là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước của ông Tập Cận Bình. Ông đã tới đây sau khi kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Hoa Kỳ vào tối hôm thứ Sáu vừa qua. Sau đó, ông sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Kính thưa quý vị, lễ tưởng niệm 70 năm thành phố Darwin bị đánh bom. Tin từ Darwin, hàng trăm người đã tập trung tại thành phố Darwin để tưởng niệm 70 năm thành phố bị đế quốc Nhật Bản không kích. Đây là lần đầu tiên chính phủ Úc Đại Lợi đã công nhận ngày này là một ngày lễ quốc gia. Ngày 19 tháng 2 năm 1942, chiến đấu cơ của Nhật Bản đã tấn công thành phố ở miền Bắc, nước Úc Đại Lợi, giết hại khoảng 240 người. Thủ tướng Úc Đại Lợi đã phát biểu Julia Gillard tại lễ kỷ niệm. Bà nói rằng, trong hai đợt, 242 phi cơ của Nhật Bản đã xuất hiện trên bầu trời của thị trấn nhỏ, nhưng chiến lược này, những chiếc phi cơ này lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chỉ mang lại sự phá hủy. Các chức sắc đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm những người đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom. Đại sứ Hoa Kỳ tại Úc, Jeffrey Blitch, cùng với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Frank Urbanic đã đặt vòng hoa tưởng nhớ 91 người đã bị thiệt mạng trên chiến hạm USS Peary bị chìm tại cảng Darwin trong các cuộc tấn công. Bom đã rải xuống thành phố Darwin nhiều hơn so với trong các trận không kích của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng 2 tuần trước đó. Đó là lần đầu tiên Úc bị tấn công, lần đầu tiên kéo quốc gia này vào cuộc thế chiến thứ hai. Hơn 100 cuộc tấn công đã xảy ra trên toàn miền Bắc của
nước trong 2 năm tiếp theo. Kính thưa quý vị, các cử tri đi bỏ phiếu tại tỉnh đông nhất ở Ấn Độ, tin từ Lucknow, cử tri đã đi bỏ phiếu vào ngày trong giai đoạn thứ tư của cuộc bầu cử để chọn ra 56 nghị sĩ tại tỉnh miền Bắc Uttar Pradesh của Ấn Độ trong bối cảnh an ninh chặt chẽ. Mọi người đã bỏ phiếu trên toàn huyện để quyết định số phận của 3 bộ trưởng trong số 967 ứng cử viên. Giai đoạn thứ tư của cuộc bầu cử sẽ bao gồm 11 huyện của tỉnh, bao gồm cả pháo đài của gia đình Nehru Gandhi, Rebareli và Hardoi, Unnao, Lucknow, Farrukhabad, CSM Nagar, Kannur, Banda, Chitrakut, Patipur cùng Patarat. Sau khi bỏ lá phiếu của mình tại thành phố Lucknow, Chủ tịch Đảng Quốc hội tại tỉnh Uttar Pradesh là Rita Bahuguna Joshi cảm thấy tự tin. Bà Joshi cũng cho biết bình đẳng là rất quan trọng. Hàng ngàn cử tri đã đi bỏ phiếu để quyết định số phận của các ứng cử viên thuộc phe đối lập chính của đất nước là đảng Bharatiya Janata, đảng cầm quyền liên bang quốc đại, đảng cầm quyền tại tỉnh Bahujan Samaj và đảng đối lập chính Samajwadi cùng với một số ứng cử viên độc lập khác và các phe phái khác trong khu vực. Thẩm phán quận Lucknow Anil Kumar Sagar đã đến thăm một trạm bỏ phiếu. Ông cho biết, cho đến nay, 4 máy bỏ phiếu điện tử được báo cáo đã bị hư. Một máy bỏ phiếu tại huyện Rebareli cũng đã báo cáo bị hư. Cử tri tại thành trì của gia đình Gandhi là Rebareli cho biết họ muốn thay đổi và sẽ bầu một ứng cử viên, người sẽ làm việc cho sự phát triển của khu vực. Trong giai đoạn thứ tư của cuộc bầu cử, khoảng 103 ứng cử viên có chờ vụ án hình sự chống lại họ cũng tham gia. Kính thưa quý vị, cảnh sát giải tán những cử tri giận dữ tại các điểm bầu cử ở Ấn Độ. Tin từ Rebareli, cảnh sát Ấn Độ được trang bị dùi cui đã tấn công các cử tri tức giận phản đối tên bị thiếu trong danh sách bỏ phiếu bên ngoài một phòng phiếu ở tỉnh bang miền Bắc Uttar Pradesh của Ấn Độ vào ngày hôm nay. Chưa có thông tin thêm gì về các cáo buộc của cử tri. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một cảnh sát bên ngoài một phòng phiếu dùng gậy của mình đánh một người đàn ông. Giai đoạn thứ tư của bỏ phiếu để chọn ra 56 nghị sĩ tại tỉnh Uttar Pradesh đã bắt đầu trong bối cảnh an ninh chặt chẽ. Các cử tri đã đứng xếp hàng dài tại các trạm bỏ phiếu ở huyện Banda. Một cư dân địa phương có tên Anjana Kumari cho biết mọi người muốn chọn một ứng cử viên trung thực và chăm chỉ, người có thể làm việc cho sự phát triển của khu vực. Và ông nói rằng bỏ phiếu là một quyền quan trọng nhất của người dân, vì nếu họ không thực hiện quyền bầu cử thì một ứng cử viên xứng đáng sẽ không được bầu cử và họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sau đó. Các cuộc bầu cử tại tỉnh Uttar Pradesh đang được xem như là một cơ hội cho các đảng chính của Ấn Độ để thành lập hoặc củng cố vị thế của họ trong tỉnh bang lớn thứ 5 và đông dân nhất của đất nước. Cuộc bầu cử ở tỉnh Uttar Pradesh được tổ chức thông qua 7 giai đoạn bỏ phiếu cho 403 cử tri. Cuộc bầu cử tại tỉnh Uttar Pradesh bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 và kết thúc vào ngày 3 tháng 3. Kết quả dự trù sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 3. Kính thưa quý vị, Nhật Bản biểu tình chống năng lượng nguyên tử. Tin từ Tokyo, hàng ngàn người đã tập trung tại các vùng ngoại ô của thủ đô Tokyo để tham dự cuộc biểu tình chống nguyên tử đầy màu sắc và thân thiện, trong đó có cả các ca sĩ, vũ công và DJ. Cuộc tuần hành bắt đầu ở công viên Shanshinomori tại phường Tsujinami, nơi thời tiết nắng và bầu trời trong xanh đã khuyến khích các gia đình và thanh thiếu niên tham gia vào các sự kiện giống như một lễ hội với trống, những người trong trang phục và biểu ngữ khổng lồ. Mặc dù không lớn như cuộc biểu tình được tổ chức ở trung tâm thủ đô Tokyo vào cuối tuần trước, nhóm biểu tình chống nguyên tử trong khu vực này của thành phố đã rất chủ động, tự gọi là Yuzomuju, có nghĩa là quần chúng. Họ đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hoạt động chống nguyên tử nổi tiếng. Phu nhân của cựu thủ tướng Nhật Bản Naoto Ken
là bà Nobuko Kan Fujinami có truyền thống chống nguyên tử, là những người đi tiên phong trong phong trào chống lại bom nguyên tử của Nhật Bản vào năm 1954. Cuộc tuần hành hôm nay là cuộc biểu tình đầu tiên do nhóm Juzo Mujo tổ chức. Đối với nhiều người Nhật, những rủi ro của điện nguyên tử là quá lớn. Nhiều người cảm thấy các hình thức năng lượng khác phải được khám phá và thực hiện. Nhà máy Fukushima nằm bên bờ biển phía bắc của thủ đô Tokyo đã bị phá hủy trong một trận động đất và sóng thần lớn vào tháng 3 năm ngoái, đã dẫn tới khoảng 80.000 người phải di tản trong cuộc khủng hoảng nguyên tử tồi tệ nhất trên thế giới trong vòng 25 năm. Kính thưa quý vị, các nhà hoạt động của Ấn Độ biểu tình phản đối thủy thủ đoàn Ý Đại Lợi bắn chết ngư dân, tin từ Kochi. Các nhà hoạt động của đảng đối lập chính tại Ấn Độ là đảng Bharatiya Janata đã biểu tình ở thành phố phía nam Kochi để phản đối thủy thủ đoàn trên tàu Enrica Lisi của Ý Đại Lợi đã bắn chết hai ngư dân Ấn Độ trong vùng biển thuộc lãnh hải của Ấn Độ. Những người biểu tình lên án mạnh mẽ việc thiếu hành động cụ thể của chính quyền Ấn Độ, đổ lỗi cho sự lãnh đạo liên bang ở New Delhi. Những người biểu tình đã tiếp cận tàu Ý Đại Lợi trên một chiếc phà, la hét khẩu hiệu và vẫy cờ đen. Hai ngư dân đã bị thiệt mạng khi một nhóm an ninh hải quân trên một tàu thương gia Ý Đại Lợi đã nổ súng vào một chiếc thuyền mà họ nhầm tưởng là tàu cướp biển ngoài khơi bờ biển Kerala. Một quan chức cấp cao của cảnh sát đường biển Nidakara, nơi các ngư dân còn sống sót tới cầu cứu cho biết, họ đã khởi kiện vụ giết người chống lại thủy thủ đoàn. Đại sứ của Ý Đại Lợi đã được triệu tập tới một cuộc họp với một quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao để giải thích những gì đã xảy ra vào đêm thứ Tư vừa qua. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết, vị đại sứ này đã được yêu cầu bảo đảm rằng thủy thủ đoàn của tàu hợp tác với chính quyền Ấn Độ. Trong khi đó, Hải quân Ý Đại Lợi thì nói rằng chiếc thuyền đánh cá đã tiếp cận tàu Enrica Lisis một cách hiếu chiến. Quý vị vừa theo dõi chương trình tin tức của Đài Ngọc Phượng. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.